Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình. Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2014 có những nội dung chính như sau. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9. Huyện Minh Hóa năng suất lúa hè thu đạt thấp. Phỏng vấn chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình về vấn đề xử lý nước thải ở khu vực nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 9, Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9 tại 25 điểm cầu tỉnh thành trong cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình Trung Quốc trong thời gian gần đây, dự báo quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, những thành tựu nổi bật của thủ đô Hà Nội sau 60 năm giải phóng và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm, những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế nước ta những tháng cuối năm 2014, định hướng trong công tác tuyên truyền thời gian tới. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên theo hình thức trực tuyến nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, giúp đội ngũ báo cáo viên ở các tỉnh trực tiếp nắm bắt nội dung chỉ đạo tuyên truyền của Ban tuyên giáo Trung ương, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ sở. Sáng nay ngày 11 tháng 9, tổ chức Caritas Thiệu Sĩ phối hợp với Hội Vi sư Phát triển của Người Khuyết tật tỉnh Quảng Bình AFPD tổ chức hội thảo khởi động dự án phát triển sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Bình. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Quảng Bình hiện có khoảng 4.000 trẻ em khuyết tật. Quyền tiếp cận với các hoạt động xã hội và các dịch vụ giáo dục của trẻ em khuyết tật hiện nay còn nhiều hạn chế. Từ thực tế này, dự án phát triển sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Bình đã được tổ chức Caritas Thụy Sĩ đề xuất và tài trợ với tổng nguồn vốn hơn 400.000 USD. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường cho trẻ em khuyết tật tiếp cận giáo dục có chất lượng theo các quyền cơ bản của trẻ em về giáo dục. Dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt theo quyết định số 1287 ngày 21 tháng 5 năm 2014. Dự án triển khai từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 12 năm 2016 tại 9 xã thuộc địa bàn 3 huyện Quảng Trạch, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới. Hội thảo cũng đã dành thời gian để các bên tham gia thảo luận kế hoạch khởi động dự án nhằm nâng cao hiệu quả thực thi dự án. Xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên ở xa là chủ trương đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của hàng ngàn cán bộ giáo viên. Tuy nhiên, bước vào năm học mới 2014-2015, tình trạng thiếu nhà công vụ không đảm bảo vẫn đang là nỗi lo lớn đối với tập thể cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch. Trường trung học cơ sở xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch có 26 cán bộ giáo viên, phần lớn các giáo viên từ các địa phương khác đến nhận nhiệm vụ, do đó nhu cầu về nhà ở là rất cấp bách. Trong khi đó, trường trung học cơ sở Lâm Trạch chỉ có 9 phòng ở nội trú, trong đó 6 phòng phải mượn tạm của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Trạch. Do được xây dựng đã khá lâu nên hiện tại dãy nhà công vụ của trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy của cán bộ và giáo viên nhà trường. Do đó, hiện trường trung học cơ sở Lâm Trạch đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành chức năng để tạo điều kiện đầu tư xây dựng nhà công vụ để các thầy cô giáo ở đây yên tâm giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa, đời sống của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, với sự phát triển đó thì sức ép về môi trường ngày càng gia tăng, rác thải đã trở thành một vấn đề bức bách, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ để bảo vệ môi trường sống ở nông thôn. Phóng viên Đài Phát thanh truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Phan Xuân Hào, chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình về vấn đề này. Xin chào ông. Thưa ông đánh giá như thế nào về thực trạng xử lý rác thải ở khu vực nông thôn ở tỉnh ta hiện nay ạ? Trong thời gian vừa rồi, toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh ta đã dành một sự quan tâm rất là đặc biệt cho cái công tác xử lý chất thải rắn trên địa bàn nông thôn. Tỉnh đã dành rất là nhiều các nguồn lực, rồi xây dựng quy hoạch, rồi tổ chức đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cái công tác này. Tuy nhiên, phải nói rằng là cái công tác thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn nông thôn thì cũng có phần còn hạn chế. Hiện nay theo cái số liệu quản lý của chúng tôi thì tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn nông thôn đạt khoảng trên dưới 60%. Cái tỷ lệ thu gom còn hạn chế, đặc biệt đó là ở các địa phương mà xa trung tâm, không được bao phủ dịch vụ thu gom và xa các khu vực
chôn lấp và xử lý rác thải. Và cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì trước hết phải nói đó là cái ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư các địa bàn này còn chưa cao. Cái việc thứ hai đó là cái hoạt động xã hội hóa về công tác bảo vệ môi trường tại các cái địa bàn này thì được huy động chưa có hiệu quả. Cái thứ ba đó là cái hiện tượng xả rác thải bừa bãi, thiếu quản lý, thiếu kiểm soát và thiếu ý thức ra khu vực công cộng, ra cả cái khu vực đất trống ven đường giao thông, ven sông, ven biển vẫn còn xảy ra và gây ảnh hưởng đến cái mỹ quan và môi trường cho khu vực, để lại những cái vấn đề bức xúc trên một số địa bàn dân cư trên tỉnh ta. Từ thực trạng đó thì các cái giải pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường do rác thải ở khu vực nông thôn là gì? Cái việc thứ nhất đó là phải nâng cao cái ý thức của cộng đồng, để chính cộng đồng là người có trách nhiệm trong hạn chế xả thải, rồi áp dụng các cái biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt truyền thống. Cái thứ hai là một nguyên nhân đó là do cái dịch vụ bao phủ thu gom rác thải sinh hoạt còn hạn chế. Cho nên để khắc phục được cái điểm này thì tỉnh và các địa phương cần phải thực hiện một cách đồng bộ quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, thì nhằm có được một điều kiện hạ tầng tốt để tăng cường cái năng lực thu gom của các cái cơ sở công hoặc là các cái cơ sở hình thành từ cái hình thức tự quản, giúp cho cái địa bàn thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nó được mở rộng. Cái việc thứ ba đó là cần phải xây dựng những quy định một cách là nghiêm ngặt để tăng cường trách nhiệm của cộng đồng, của các cái cơ quan và các cái đơn vị chức năng nhằm thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường theo quy định trong cái lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Và cái việc thứ tư tôi nghĩ đó là cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, đôn đốc những cái sai phạm ở các địa phương, ở các cái đơn vị được giao trách nhiệm vận hành quản lý rác thải. Vấn đề cuối cùng tôi nghĩ đó là cần phải khuyến khích áp dụng nhiều cái biện pháp kỹ thuật khoa học tiến bộ để cái chi phí cho xử lý thấp, nhưng đồng thời nó có tính phổ biến, áp dụng được nhiều địa bàn dân cư, mà đặc biệt là đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa chưa được bao phủ cái dịch vụ thu gom, để họ chủ động họ giải quyết các vấn đề rác thải tài chính ở địa phương của mình. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Biển số đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước vươn lên hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình chính sách phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Các chương trình chính sách như chương trình 135, 134, chính sách di dân, định canh định cư, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các xã biên giới, nghị quyết 30A và các chương trình chính sách khác đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô về trung tâm xã, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trở thành mạng lưới giao thông thuận tiện, mở ra cơ hội giao thương, trao đổi hàng hóa cho bà con. 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế được xây dựng kiên cố, có 4 trạm đạt chuẩn quốc gia. 100% xã phủ sóng phát thanh truyền hình, mạng điện thoại di động và mạng internet đã về đến trung tâm xã. 88% xã có điện lưới quốc gia với tỷ lệ hộ dùng điện đạt trên 80%. Hệ thống chợ trung tâm cùng xã, chợ xã được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho việc trao đổi giao thương hàng hóa trong vùng. Nhờ kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tăng cường nên sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc có bước phát triển khá hơn trước, nhất là sản xuất nông lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ phận đồng bào đã chuyển đổi tập quán sản xuất, đặc biệt là các tộc người như Rục, Khua, May, Ma Con, Mã Liên, trước đây chỉ biết phạt đột cổ trịa thì nay đã biết cách thâm canh lúa nước. Nhiều hồ mạnh dạn đưa các loài giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như cây cao su, hồ tiêu, tràm trắng, bơi lời, keo, các giống lân rừng, nhím, bò lai sinh vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Số hồ làm ăn khá giỏi trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Vụ hè thu 2014, kế hoạch gieo cấy lúa của huyện Minh Hóa là 440 hectare, nhưng do thời tiết nắng hạn kéo dài nên toàn huyện chỉ gieo cấy được trên 323 hectare. 73 hecta còn lại được bà con chuyển đổi sang trồng các loại rau màu khác như khoai lang, đậu xanh, ngô. Tuy nhiên, số diện tích lúa được gieo cấy cũng đã bị thiệt hại trên 5 hecta do thiếu nước tưới, tập trung là ở các xã Minh Hóa, Hồng Hóa, Xuân Hóa.
Hiện nay lúa hè thu của huyện Minh Hóa đang chín rộ, bà con nông dân đang tập trung xuống đồng thu hoạch, năng suất ước đạt 35 đến 40 tạ trên 1 hecta, thấp hơn so với mọi năm. Thời điểm này trên 70% diện tích lúa hè thu ở Minh Hóa đã được thu hoạch xong. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đang tích cực chỉ đạo các địa phương nhanh chóng hoàn thành thu hoạch lúa trước mùa mưa bão. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi có lúc có mưa rào và dông, trời nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.